Trần Thuận Tông tên thật là Trần Ngung, là con út của Trần Nghị Tông, không rõ mẹ là ai. Ông sinh ra vào thời vua Trần Phế Đế, Nghệ Tông lúc này đã làm Thái Thượng Hoàng. Ông được Nghệ Tông phong là Chiêu Định Vương, Minh Thực Lục gọi ông là Trần Nhật Hỗn. Trần Thuận Tông sinh năm 1377 mất ngày 30 tháng 4, 1400 là vị hoàng đế thứ 12 và cũng là hoàng đế áp chót của triều Trần nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1388 đến khi bị ép nhường ngôi năm 1398. Thuận Tông Nguyên là con út của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, có tức triều định vương. Năm 1388, Thượng Hoàng nghe lời người họ ngoại là Thái Sư Lê Quý Ly bức tử vua Trần Phế Đế cháu gọi Nghệ Tông bằng bác, lập con mình là triều định vương lên ngôi. Thuận Tông ở ngôi 11 năm nhưng chỉ ngồi giữ ngôi, chưa bao giờ nắm thực quyền trị nước. Mọi việc trong ngoài đều do Nghệ Tông an bài. Tuy nhiên trên thực tế, những ý kiến sắp đặt đó đều chịu ảnh hưởng từ Lê Quý Ly. Quý Ly, nhờ sự chống lưng của Nghệ Tông, đã cứng rắn loại bỏ những người chống đối, trong đó có nhiều thân vương, sĩ phu. Bên ngoài, triều đình phải đối mặt với nhiều cuộc khởi nghĩa của dân chúng và sự xâm lược của Chiêm Thành, tình hình chỉ tạm yên năm 1390 khi tướng Trần Khát Chân đánh tan quân Chiêm ở Hải Triều. Vua Chiêm là chế bồng Nga chết tại trận. Năm 1372, vua Trần Nghệ Tông nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức vua Trần Duệ Tông, Nghệ Tông làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1377, vua Duệ Tông đi đánh Chiêm Thành bị thua chết. Thượng Hoàng lập con ruệ tông là Trần Phế Đế lên ngôi. Năm 1388, do Phế Đế muốn trừ khử Quý Ly, Quý Ly xui Nghệ Hoàng phế bỏ. Ngày 6 tháng 12, Nghệ Hoàng lập Trần Thuận Tông lên ngôi, xưng làm Nguyên Hoàng. Hồ Quý Ly tiếp tục chuyên quyền, sau khi gả con gái là Hồ Thánh Ngâu cho Thuận Tông. Lại gài tay chân thân tín nắm giữ những chức vụ then chốt trong quân đội và trong triều đình, khiến cho triều đình nằm cả trong tay Quý Ly. Năm 1389, Chúa Chiêm Thành là chế bồng Nga đem quân đánh Đại Việt, nghệ hoàng sai Quý Ly và Nguyễn Đa Phương đi đánh nhưng đánh không thắng. Năm 1390, Thượng tướng Trần Khát Trân được Thượng Hoàng sai đi đánh Chiêm, đem binh đóng ở Hải Triều vùng Hưng Nhân, Thái Bình và Tiên Lữ, Hưng Yên. Chế bồng Nga đi thị sát trận địa, hàng tướng của Chiêm Thành cho Khát Trân biết dấu hiệu thuyền của chế bồng Nga. Khát Chân cho quân tập trung mọi loại vũ khí bắn vào thuyền đó, giết được chế bồng Nga, quân Chiêm đại bại, hai người con của chế bồng Nga về hàng Đại Việt, được triều đình trọng dụng. Họa dâm lấn của Chiêm Thành, Tạm Yên, Hồ Quý Ly càng lộng hành, những người không ăn cánh đều bị Quý Ly suối bảy nghệ hoàng giết hại, trong đó có nhiều hoàng tử thân vương. Sĩ phu có người dâng sớ tâu với nghệ hoàng mưa đồ dòng ngó cơ nghiệp nhà Trần của Quý Ly thì nghệ hoàng lại đem cho Quý Ly xem, từ đó không ai dám tâu bày gì nữa. Năm 1394, Thượng Hoàng Băng Hà, Hồ Quý Ly lên làm nhập nội phụ chính Thái Sư Bình Trương Quân Quốc trọng sự, từ xương làm tuyên trung vệ quốc đại vương, đeo lân phù vào nắm toàn bộ quyền bính ép thuận tông rời đô từ thăng long về tây đô đồng thời thực hiện một số cải cách về khoa cử ruộng đất tài chính năm 1398, quý ly ép thuận tông nhường ngôi cho thái tử an lên ngôi tức là trần thiếu đế mẹ là khâm thánh hoàng hậu trở thành hoàng thái hậu thuận tông hoàng đế được tôn hiệu là thái thượng nguyên quân hoàng đế vào ngày 30 tháng 4 năm 1400, Hồ Quý Ly ép Thuận Tông phải đi tu đạo ở quán Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy quý ly lại mật sai nội tầm học sinh nguyễn cẩn đi theo để giám sát vua cũ ở quán ngọc thanh là chỗ ông tu hành sau đó quý ly làm bài thơ bảo cẩn đưa cho ông với bốn câu tiền hữu dung ám quân hồn đức cập linh đức hà bất tảo an bài đồ sử lao nhân lực dịch là trước đó vua hèn ngu hôn đức và linh đức sao không sớm liệu đi để cho người nhọc sức cẩn bèn dâng thuốc độc thuận tông không chết lại dâng nước dừa và không cho ăn mà vẫn không chết sau đó Hồ Quý Ly sai tướng Phạm Khả Vĩnh thất cổ ông chết và chôn ông ở Lăng Yên Sinh, miếu hiệu là Thuận Tông. Năm đó ông mới 23 tuổi. Một năm sau cái chết của Thuận Tông, Quý Ly chính thức phế bỏ nhà Trần, lập ra triều Hồ.